Ok, xin các bạn đến với chương trình check reply ngày hôm nay. Thì có một reply của Bro đã comment trên page của tôi. Ở trên kênh YouTube chứ không phải trên page. Và đó là sẽ chơi Hoodwink Limit. Coi, tự quay clip đầu tiên coi cản clip như thế nào. Ok, đi ăn run. Tốn skill quá. Thằng này sợ bị bartender deny. Xài skill vậy rất dễ bị mất con Ren nha. Mất con Ren liền. Dù ăn melee nhưng mà đánh nhẹ mất con Ren rồi. Đấy, chuẩn xác. Nó to, nói chung là đi lên thì kỹ năng cải thiện từ cải thiện thôi. Để xem decision making xem. Pha đó lại đi xuống dưới dốc để bắn rồi dẫn đến tình huống bị miss. Lỗi nặng, lỗi nặng. Nâng một điểm chứ ba. Cái này thì tôi khuyên anh em chơi Hoodwink Limit thì nên nâng 1-2 luôn. Để nó có nhiều đam. Lên thẳng mua điện chứ không phải là mua giày. Pha này sao tự nhiên mở chiêu 3 lên. Đi xuyên cây. First blood. Nó hết tệ quá. Chắc mới tập chơi rồi. Bên mình mà nào chưa? Quá nhiều lỗi ở dạng đi lên. Xem chơi Hoodwink này chắc chỉ có đứng farm thôi chứ đâu có đi găng được. Cái gì nãy giờ bị phá bình mana này hoài luôn mà vẫn chưa chừa hả trời? Ây da. Zip. Đánh phụ thuộc vào rune, may chưa? May có cái rune. Nhây nhây nó chi ta? Đi ăn rune rồi về... Về lên lại thôi. Này chắc là mới tập chơi rồi, Win mới tập chơi. Để giết quá dễ dàng. Không chạy thẳng về cứ thích đứng bắn đó vậy. Hết máu hết mana rồi. Cái tình huống này nè các bạn. Chơi đi mid cái điều tối kỵ nhất là cái gì? Không bao giờ để cho máu và mana hết như thế này hết á. Máu hết rồi chắc bắt buộc phải đi về regen rồi. Nhưng mà khi mà các bạn chơi một con tướng đi mid, cái tình trạng lane mà mana lúc nào cũng hết như này, nghĩa là bên kia nó sẽ có một cái thông tin là thằng mid bên kia hết mana rồi, thoải mái đánh nhau đi bay. Nó có TP xuống thì nó cũng vô dụng thôi, nó cũng useless thôi. Mà đi lane thì thằng mid bên kia nó cũng tự tin nó đi lane nó đấm nhau thôi. Đi mid mà một là mua xoài chứ không thể nào uống bình mana được. Đó, pha này không chạy thẳng luôn, đứng bắn. Tham con rip. Nhẽ ra phải đi về từ regen từ cái wave trước đó rồi. Cái wave mà ăn được rune hết á các bạn. Nè. Nhẽ ra tình huống này nè. Tình huống này là quăng chiêu 1 clear rip là đi về regen luôn rồi. Đấy, nhưng mà vẫn cố gắng. Pha này không có rune hết là chết rồi chứ gì nữa. Bởi vì con bartender nó có cái gì phay. Nó có chắc nữa. Không, đứng bắn nó làm gì? Trong khi đi 6 phút lên ăn cái rune bounty về lại lên. Ra clear rip xong rồi bắt đầu là tập trung đẩy lên farm.
một con tướng bounty hunter đánh nhau early, trong khi đó mục tiêu của mình lúc đầu là rớt búa điện là để farm, vậy thì không có lý do gì để phải đánh nhau với nó cả, đúng không? Mình cứ tập trung mục đích của mình thôi, mục đích của mình là muốn farm, còn muốn đánh nhau mua đồ khác, muốn đánh nhau mua magic stick nè, mua bao trip đồ các thứ lên đánh nhau, trong khi đó lại là goodbye búa điện và cứ đứng đánh nhau với con bounty hunter thôi. Đó. Tình huống này tự nhiên cái ba multi không thể nào đủ đam được, nâng điểm như này làm sao đủ đam được, nâng điểm như này chắc chắn không đủ đam, chiêu này là 550 đó, hai skill này làm sao mà bắn ở cái khoảng cách xa như này trúng được, bởi vì nâng có một điểm chiêu chói với mấy dây rưỡi làm sao mà mắc đam được. Cái này gồng phải 3 giây, gồng 5 giây nhưng 3 giây đã mắc đam rồi, chói có 1 giây rưỡi à. Thì đam là không đủ rồi, tốn mana. Cứ kiểu này không tỉnh táo nè, không tập trung vào cái mục tiêu của mình là gì. Mục tiêu của mình là farm, tập trung farm thôi, không đánh nhau nó làm gì đó. Ờ nó lên lố quá thì trade hit với nó. Cậu này cứ ăn rune xong cứ bắn nó một cái rồi giờ chết. Chết rất là dễ luôn. Mà chết cho bao tiền tơ nha, chết cho bao tiền tơ rất là nhiều tiền. Hãy cùng xem lại cái màn đó nè. Đó, 600 gold. Thử lên 1000. Bao nhiêu là tiền? Chưa kể rip chết ở trước trụ nữa. Đánh không tập trung vào cái mục tiêu của mình là gì. Tiếp tục TP mid rồi farm thôi. Không, build đồ như này chỉ có farm thôi, vậy thì cứ tập trung farm. Đang bị chắc. Đứng rặn, Leon đéo nhìn luôn. Ok, đi ăn rune. Về lên. Pha này Lyrip, quăng chiêu Lyrip chi vậy ta? Pha này không nên quăng chiêu Lyrip bạn. Mình lấy hết, mình thấy bounty hunter đang có hơi hướng là di chuyển lên top. Và tình huống này là 9 phút, mình cũng vừa mới đi ăn rune bounty xong rồi. Xài skill để đẩy lane lên, để Lyrip cho lẹ. Chả giải quyết được vấn đề gì hết. Mana xài xong còn 200 thì không thể nào đi roam xuống boss được. Bảo đảm chỉ có đi tới đi lui thôi các bạn. Đi roam với lượng mana à, đi tới đi lui. Chính xác rồi, gì nữa. Này tính toán về, nói chung là cái mindset có vấn đề các bạn. Cái mindset có vấn đề là chưa tập trung vào cái mục tiêu của mình là gì. Phải khi mà các bạn chơi trong game, tập trung mục tiêu của mình là gì đây. Ok, support xác định cái lane này là lane thua. Ok, tập trung phá bull nó nè, tập trung harass rồi bơm máu cho co farm nè, rồi đi sẽ tắt rừng nè. Đấy, rồi xác định game này tướng này chắc mình không đi gank được đâu. Tập trung farm, đứng mid cứ tập trung farm thôi, xài mana để farm, làm đủ thứ để farm, rồi đi ăn rune các thứ. Không, đi vòng vòng này không xác định được mục tiêu của mình là làm gì để stick với cái mục tiêu đó. Ông đã goodbye búa điện rồi thì chỉ có đi farm thôi. Và tôi rất ghét những mid player không mua magic stick các bạn. Chơi mid thì nên mua một cái magic stick. Bởi vì mid là sẽ đi đánh nhau nhiều. Mid chắc chắn sẽ di chuyển và đi đánh nhau nhiều. Nên không thể nào mà không mua magic stick được. Đánh tới đây bắt đầu bao tiền tới đi gào hết cả team. Ngay bao tiền tới đi đuổi thôi. Còn bao tỷ lệnh gì để mua van. Tầm này bao tiền tới đi đuổi team thôi. Trong khi mid bên mình thì chỉ đứng farm và bao tiền tới bên team bạn thì sau khi có những cái tình huống mà di chuyển mà có lợi thế ở mid thì giờ nó đi găng. À, dẫn đến là mất lợi thế rất nhiều nè. 11 phút bể trụ boss. 4k tiền lít. Đã xác định mid farm rồi là chỉ có tập trung farm thôi, không làm gì khác hết á.
Pha này mà không giết nó có vẻ như là đúng là mới tập chơi hút win rồi các bạn. Còn cái quật thì nhìn thấy nè, nhẹ ra là giết nó ngay 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 cái lúc mà nó đi tới đây nè các bạn, ngay lúc nào đi tới đây là giết được nó rồi. À, quăng cái cây ra chói tới, quăng cái cây ra chói tới là rặn ulti là lao anh chết. Với cái lượng đồ như thế này, level như thế này, nghĩa là chơi chưa có nhiều, chưa có tính được đam. Không, rặn lẹ rồi về lên. Trong thời gian đó rồi về lên để mà farm. Rồi chốt lại một cái tình huống replay này là Hoodwin. Bro Hoodwin này chơi chưa xác định được mục tiêu con tướng mình đi mid sẽ làm gì. Để follow theo nó. À da, Violet Void à. Mom bú điện. Cầm đồ rừng mà tôi thấy có vấn đề rồi đó. Đủ đi lên nâng điểm ác vậy. Quá wow, đánh như LC nâng chiêu 2 chi vậy. Hay nâng điểm là hết téo téo rồi đó, LC nó có chiêu 2 mà. Nâng chiêu 2 để xem bắt đầu nâng chiêu 2 vào phút thứ mấy. Hay nâng điểm là hết téo téo rồi. Ok, mình sẽ xem nhanh qua giai đoạn đi lên nha các bạn. Nâng chiêu 2 chắc là phút thứ 2 đi, trong phút thứ 2 bắt đầu nè. Xài một điểm. Nhưng mà xài một điểm. Nguyên nà nó clip nó không đéo mất, nó đéo dính tab deletion luôn. Và LC nó có chiêu 2, ông không thể nào biết được nó có nâng hay không được. Phải không? Nâng điểm vậy để cầu mong ở địch đụng quá nó ngu đó, nếu nâng điểm là sai. Đấy là coi như là không có tác dụng, có là sai được rồi đó, nhưng mà nếu có tác dụng, bởi vì Mirana nó có 3 chạc thì xài Time Dilation nó đâu có tác dụng đó. Skill khi nào nó cooldown luôn thì nó mới tính vô. Xài được 1 lần 2 phút rồi. Rồi nó bát. Cho tới 5 phút 6 phút chưa xài cái thứ hai luôn á. Xài cái thứ hai đó nhưng mà đâu có tác dụng nữa. Ok. Pha này thấy không có tác dụng rồi đó. À vậy nâng 2 điểm nhảy luôn. 2 điểm nhảy, điểm bát là 4 rồi, hẳn cộng cái Time Dilation này cũng được. Mà thật ra trận này cộng để đánh lane khác. Và đi lane thì khuyên là nên cầm Violet Void thì nên tăng mắc cái tam quốc này hơn để có một cái giai đoạn landing phase ổn, đỡ tốn tiền mua máu. Nên đánh này mình phải trade hit với nó, nhưng mà trade hit với con LC là thấy lỗ rồi đó. Trade hit với con LC là thấy lỗ rồi đó. Nó có hút máu còn mình thì không. Pha này được nè, pha này biết kéo rip ra để phá cái xe nè, ổn áp. Pha này ổn áp thì lên cái xe được, giữ lên tốt hơn. Nâng nhảy nè. TP lên Deadland. LC nó sắp có 6 rồi. Có lòng. Có vẻ run này thì cứ bỏ cái bước cái khái niệm deadland lại nhờ các bạn nhỉ. Bọn này roam lên top, rút nó không lên top luôn. Ok. Lên thì chém. Cây hit. Cây hit là lỗ liền. Lòng muốn hai ngọt. Ok, cái này sử dụng lòng hợp lý. Có thể có giao tiếp của Tinker. Nhưng mà cái tôi muốn thấy là một pha TP mid bắt rút hơn.
Fresh meat. Nâng 3 điểm bát. Mua đồ tốn tiền quá. Nếu như đã xác định mua đã có hút máu rồi thì mua tango thôi là đủ. Và không nên mua mana ở tầm này, bởi vì mình vừa mới xài lồng rồi, đâu có cần mana đầy để làm gì đâu. Và có mana regen 1.3 điểm mà. Mình cứ đứng farm với cái hút máu và cắn tango lên là đầy. Một cái tango kèm hút máu nữa là farm rừng đầy máu lại rồi. Mua đồ tốn tiền quá. Ok, lane này đang thắng rồi. Bọn kia rút nó không đảo lên top một pha nào luôn. Được, lane này bám vẫn được. Lại chụp lòng đặt LC. Tôi không đánh giá cao pha này. Tôi không đánh giá cao pha này các bạn. Tại vì sao? Tại vì giết LC xong, ăn cái trụ này xong, tôi nói rất là nhiều lần rồi, mình không chiếm tài nguyên được. Xanh được thêm được một chút 200 tiền. Thấy không? Cái lượng tiền đó nếu như là một tình huống TP mid lúc này. Nếu như pha này quan sát mid một tí thôi, chừa lại cái lồng pha đó đánh cho con LC lùi về thôi, top mình vẫn free farm. Thấy không? Pha này giữ lồng lại. Pha này không chụp lồng mà giữ cái lồng nó lại, chỉ đánh đẩy lùi con LC về, land thì mình vẫn free. Và mình sẽ có thể hỗ trợ mid được nữa. Giết mid ăn được cái chủ là rất nhiều lợi thế. Nên cái tình huống này tôi đánh giá chụp lồng không hợp. Thấy không? Đây. Pha này mà có TP của Felix Void là lụm tiền hết. Lụm tiền hết chứ gì nữa. Ra ăn cái trụ mít luôn. Thậm chí Tinker nó còn không sống, nó còn không chết được cơ. Má Tinker ác. Má Tinker dữ chưa. Đánh trên đây nó modify cái xong. LC sống dậy là bút trụ đâu được đâu. Đó là một cái tình huống chụp lòng. Phải suy nghĩ đến cái chuyện là skill lớn của mình dành cho cái lane nào mà lấy được lợi thế. Đẩy lên xong tiếp tục đẩy lên chỗ này. Vào đường này đẩy lên. Đẩy lên. Tầm này bắt đầu phải TP bot nè. Tầm này TP bot để sử dụng lồng nè. Để mở map với bot ra nè. Vẫn đứng top. Đứng top quá lâu. 15 phút rồi. Tại sao phải ăn cái trụ này? Ăn cái trụ này thì lính sẽ tràn lên và mình sẽ chiếm được rừng chỗ này. Con AM nó không thể farm ở trên top được. Nó farm top, nó farm rất là tệ. Con LC nó phải farm top để lấy blink. Nếu như mình boost bot, AM sẽ mất tài nguyên. Pha này phải TP hỗ trợ team này đó, không nó quánh nhẹ mà không xuống à. Bây giờ mới xuống. Lúc mà nó đang bắt đầu truy đuổi team mình lên thôi là phải xuống rồi. Để mình đón đầu trước. Đó, lúc mà AM blink lên vậy thôi, quan sát nè, tại vì lúc này mình farm rừng. Để tôi xem chuột coi. Lúc này mình farm rừng, creep rừng nó vẫn còn ở đó, không có ai tranh last hit với mình cả. Đúng không? Và cái lane này nó đang show ra để nó đứng farm quay creep này, nghĩa là mình không có bất kỳ một cái nguy hiểm nào cả. Hiện tại mình nhìn thông tin nhé. Đấy, đồng đội lên quýnh ở đây. Thấy có giao tranh ở đây, thấy LC ở đây, nghĩa là mình farm rừng, mình không cần quan tâm đến cái chuyện last hit creep rừng làm mẹ gì hết. Đâu có ai đó. Cũng có quan sát xuống đó. À, đứng chỉ tập trung farm thôi, trong khi có thể lia cam xuống được. À, bây giờ mới xuống. Nghĩa là vẫn có xuống nhưng mà trễ. Không quẹt chiêu 2. Quẹt chiêu 2 là rút nó khả năng chết nó cao hơn cho dù nó có nhảy được. Tại vì chụp lòng quẹt chiêu 2 mở mom lên. À, con rút nó nhảy nó bị slow. Nó báo skill nó bị slow nhưng mình sẽ an toàn hơn. Mẹ trận này tôi thấy Tinker làm hết à. Hay Tinker Early đánh tốt quá mà. Tinker Early đồ má owning cái thứ má làm bén quá lên luôn. Run Legend mà chơi Tinker cỡ này không phải smurf nữa thì thôi. Tiếp tục đẩy bot lên. Này nên đẩy bot nè. À, xong bay rip này về rừng farm này. Ok. Ok, map sâu hết vẫn mở mom được. Ok, ổn. À. Bottom
kẻ trí đầu kẻ người chân. Wow, cảm ơn Đanh Kim Cương Khánh Nguyễn nha. My Mansion. Rồi cầm đồ rừng gì đấy. Cầm cái rốt bow cũng được á. Team không có ai cầm rốt bow nè. Rốt bow có attack speed nè. Và đam bát này, đam magic nè các bạn. Cầm cái rốt bow đánh đam, đánh cái đam bát này cũng khỏe hơn, tam dilation cũng khỏe hơn, cộng attack speed nữa. Không phải là cứ tay ngắn mới cầm nó, bỏ cái rốt bow quá uổng. 20 attack speed. 20 attack speed ngon hơn 8 đam nhiều. À, không bật chiêu 2 luôn nè thấy không? Đó, blink đi. Nếu như có chiêu 2 thì con AM tỷ lệ chết sẽ cao hơn. Không, nó đâu có cooldown kịp blink pha đó đâu. Lít có thể tới kịp. Đây là một cái cần phải chỉnh nè. Anh em ram thấp cần phải chỉnh mấy cái này, chơi tỉ mỉ vô. Nó đang bị chụp lòng, mình chụp cái quẹt chiêu 2 mình mở mom liền. Ok, vị trí farm là ổn, vị trí farm thì vẫn đang rất ok. Farm dưới đây các bạn thấy tốc độ farm nhanh hơn nhiều. Không có lòng, lướt lên mở mom, má ác lì. Này quýt lì lắm luôn á. Không có lòng thì lướt lên quẹt chiêu 2 quýt bình thường thôi. Chứ lướt lên mở mom thì hơi ác. Bỏ cái thói quen này nha, Ike nha. Bỏ cái thói quen này cái. TP top là một sai lầm quá nặng các bạn. TP top là một sai lầm quá nặng. Đây, hãy nhìn thời gian. Cái khúc này á, hãy nhìn thời gian chuẩn bị qua phút mới. Có thể lướt về đây farm. Farm một vòng xuống boss lại. Nó sẽ nhiều tài nguyên hơn là TP top. Farm được một wave rip. Farm tới wave rip thứ hai, con LC sống dậy là không thể nào dâng lên tiếp nữa rồi. Là phải lùi về bởi vì BKB đang chưa farm xong. Đúng không? Này dâng lên tiếp là hơi lì nè. Bởi vì con LC nó mới sống dậy. Và bomb và Zeus trên này map rất là tối. Nếu như nó TP lên, con LC mình không biết nó thông tin như thế nào, bom biết như thế nào. 21 phút rồi bom nhảy vô sạch đùng tun, LC chạy ra đùa là chết. Đó, dám lướt lên như này luôn, chứng tỏ là thật sự đọc map hơi tệ và đánh quá chủ quan. Khi mà quá xanh đấy không, LC nếu như nó khôn các bạn, nó khôn á, nếu như gặp một thằng mà nó biết chơi á, chắc chắn nó TP top, nó canh găng với team. Khi mà nó đã có blink và phản đam, nó lại TP mid ra để farm đấy. Thấy không? Nếu như mà đánh với một ở cái tầm mức rank bình thường, nếu như bạn chơi ở mức rank cao hơn chút chứ không phải chơi rank legend 3k như này, thì farm tới wave rip này nè là phải lùi rồi. Thì nghĩa là cái pha TP top pha đó là lỗi, mất tài nguyên nhiều hơn. Thấy không? Nếu như team địch đi găng là thấy chết rồi đó. BKB thì chưa có, LC duo nó giọng combo vô tiếp chi là chết liền. Farm vậy không chết nghĩa là team địch không có tận dụng được sai lầm. Map thì tối, cái khu vực map sáng thì không farm, lại đi lên đây. Chụp lòng quá lỗi. Chụp lòng, pha này không cần chụp lòng. Hay đang cặp con LC rồi, quýnh cho chết LC đây. Lòng để làm gì đâu. Đó, đang cặp rồi, bật BKB, bật mom mà quýnh đó. Tại chụp lòng Mena để làm gì? Cho dù chụp được 2 tôi cũng không đánh giá cao pha chụp lòng này. Nếu như đó là con rút sang AM thì ok. Chơi pha lịch voi đừng có ham xài lòng. Phải giữ cái lòng lại. Mình commit được thằng nào mà không tốn lòng thì mình nên commit. Tìm chết hết, chạy về farm rừng. Đẩy top thay vì là bút chủ mid. Đây là pha di chuyển đặc trưng của anh em rank thấp này. Mặc dù là có một pha team Y giết được hết team kia, nhưng cái trụ này vẫn còn nguyên si. Đó là trụ 1 các bạn à. Đây là một pha đặc trưng. Đó lý do tại sao các bạn nhìn thấy những cái game rank thấp nó kéo dài rất là lâu. Còn những game rank cao sai là một cái thôi bể trụ, mất objective, mất map liền. Đây mặc dù giết hết team địch, AM chết, Tachi chết, chết còn rất nhiều thời gian. Một mình con rút hết skill rồi, không đứng bút lại đi về farm. Này chơi carry cần phải cải thiện nha. Không phải riêng carry đâu, chơi co hay bất kỳ những con tướng nào có khả năng bút trụ đều phải thay đổi tư duy. Ok, tiếp tục farm top. Đây đánh theo thói quen à. Thấy rip ở đâu lười di chuyển, thấy rip ở đâu rồi bắt đầu có đứng farm thôi. Lúc này tôi khuyên là không nên lên bú điện 2.
Tại vì tầm này mình đang quá khỏe rồi, team cũng đang mạnh, thì nên mua mặt nạ băng để cứng cáp hơn, phòng cho những trường hợp đánh lỗi. LC nó đua, mình có mặt nạ băng mình không thể chết được. Thay vì lên mặt cái bú điện 2 như này, bị LC đua phản đam thêm con rút combo vô là chết. Chắc chắn luôn. Đánh như này là dễ chết á. Đó, thấy không? Thấy không các bạn? Nếu như có mặt nạ băng nó sẽ là một câu chuyện khác. Lên bú điện 2 là cái tỷ lệ chết nó sẽ cao hơn. Bởi vì mình đánh vô cái phản đam. Đam hơn cũng không được bao nhiêu cả, nhưng mà cái tỷ lệ mình không deal đam ra được nó sẽ cao hơn bình thường. Tiếp tục smoke. Rồi, giống bị đua nữa quá. Mất BKB. Lại farm top, bỏ qua triangle. Không có BKB, vẫn đi đánh nhau, chụp lòng giết AM. Ok, này AM đánh lỗi nè. Farm top mà không có ai cover cũng dám đứng farm. Nhảy ra team nó phải cover trên top. Này có quá nhiều lỗi. Đánh tới đây tôi nghĩ là cần phải fix những cái lỗi này trước. Còn đánh tới late game thì không bàn tới chuyện di chuyển nữa. Mà nó chỉ là gọi là ra vô combat thôi. Tới lúc này không còn bàn chuyện di chuyển nữa. Bởi vì di chuyển là một cái quá trình từ early game tới mid game rồi tới late game. Nó xây dựng lên, thấy không? Để đến một cái thế trận nó ổn định. Còn bây giờ đã tới late game rồi. Mà từ mid game tới late game cũng có quá nhiều mistake. Nên tôi sẽ dừng check replay đây nha các bạn.